Trần tự hỏi biết giờ về đâu, quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bình trình chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dạch mộng trần duyên xa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặn trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mộ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông mê. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Bài viết số 50. Hai mặt. Sự thật có 6 chữ, giả dối cũng 6 luôn. Mặt trái và mặt phải, trắng đen ôi khó lường. Tình yêu có 7 chữ, phản bội cũng thế thôi. Chúng là hình với bóng, rất dễ dàng đổi ngôi. Chữ yêu là 3 chữ, chữ hận cũng là 3. Người say men hạnh phúc, kẻ thành lý mạc sầu. Bạn bè có 5 chữ, kẻ thù đến cũng 5. Hôm nào lời ngọt mật, hôm nay chìa dao găm. Từ vui có 3 chữ, tiếng sầu cũng đồng như. Quá vui thường mất trí, mất trí đời đổ hư. Chữ khóc có 4 chữ, cười cũng vậy giống in. Ai giòn cười tươi khóc, ấy cảm thọ nhận chìm. Cuộc sống là 2 mặt, giới tuyến 1 đường tơ. Chấp nhận mà không vướng, nhẹ bước qua 2 bờ. Bài viết số 51. Biết chấp nhận những điều này thì cuộc sống an nhiên. Người đời thường đánh giá và chạy theo cái đẹp bề ngoài trước khi xét đến tính cách. Đa phần người đời xem trọng tiền bạc, không quan tâm đến cảm giác hay hạnh phúc của người khác. Thường người nào bạn yêu thương nhiều nhất, có khi sẽ là người làm bạn đau lòng nhất. Bạn bè, ranh giới của nó thật mong manh. Trong cuộc vui, không biết ai là bạn tốt. Lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt thật sự là ai. Trên đời này, bạn rất hiếm hoi gặp được những người yêu thương bạn suốt đời như bố mẹ bạn. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đông đầy niềm vui. Một chút nhường nhìn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Bài viết số 52. Cảm ơn. Cả
cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoạn đành, để ta dấn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bất tiếng chì, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, ngẫm thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình, ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn. Bài viết số 53. Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. 1. Không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã, đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định, đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. Không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói. Luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ
nghĩa là còn sống một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. Bốn, không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh. Bài viết số 54. Nếu mất đi, nếu đánh mất đi nhiệt tâm, con người trở nên lạnh nhạt. Năm tháng đi trôi âm thầm, một ngày một đời không khác. Nếu đánh mất đi trọng tâm, bước chân con người nghiêng ngả. Sống trong cõi đời thăng trầm, thiếu chỗ tựa nương buồn bã. Nếu đánh mất đi thành tâm, con người dễ cùng giả dối. Đằng sau dáng vẻ ân cần, thường đã ươm mầm phản bội. Nếu đánh mất đi nhân tâm, con người sát bên tàn nhẫn. Từ đồng loại đến hạ cầm, ra tay chẳng hề ân hận. Nếu đánh mất đi lương tâm, con người vô cùng nguy hiểm. Đạp trên lẽ phải mà đi, bỏ mặc lương tri hành kiểm. Nếu đánh mất đi từ tâm, con người biến thành vô cảm. Niềm đau nỗi khổ tha nhân, một tia mắt nhìn lãnh đạm. Nếu đánh mất đi tín tâm, con người hoài nghi thất vọng. Đóng cửa sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn hư hỏng. Nếu đánh mất đi chuyên tâm, con người sống không mục đích. Khi thế này lúc thế kia, khó thể là người hữu ích. Nếu đánh mất đi quyết tâm, con người sống trong giả dười. Cứ lưỡng lự rồi phân vân, không bước chân làm sao tới. Nếu đánh mất đi chân tâm, con người u mê điên đảo. Tự mình xây ngục giam cầm, không biết đâu là lẽ đạo. Mất tâm, đời liền chao đảo. Thiếu tâm, phiền não trùng vây. Biết tâm, trở về sống với bao nhiêu màu nhiệm hiển bày. Bài viết số 55. Khoảng lặng đầu ngày. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta
ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện, vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2 phút rưỡi thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nỡ, một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đừng khóc thương quá khứ, buổi ấy đã xa rồi. Đừng thấp thỏm ngày mai, tương lai còn sương khói. Từng phút giây mỗi mới, đừng lỗi hẹn hôm nay. Khéo sống bây giờ đây, đông đầy hoa hạnh phúc. Bài viết số 56, ẩn trong nhau. Bài thơ này có dùng một số từ tiếng Anh như believe, tin tưởng, lie, lừa dối, lover, người yêu, over, kết thúc, friend, bạn bè, end, kết thúc, wife, vợ, if, nếu, mom, mẹ. Này em, trong chữ believe, chữ lie chen giữa nằm ì, thấy không? Chớ tin vội chuyện viễn vông, xa vào bóng tối mênh mông mịt mờ. Em ơi, trong chữ love, nó nhưng cái chữ over đó em. Tình phai dù mãi gọi tên, người ta vẫn bước qua thềm lãng quên. Bạn ơi, trong một chữ friend, 3 mẫu từ cuối vần end phủ phàng. Khi trong nghịch cảnh tai nạn, mới hay ai thật đá vàng với ai. Anh ơi, có thấy chữ wife ở giữa là if, nếu mai vẫn là. Vợ anh chẳng của người ta, vậy mà một chút hở ra mất liền. Trong chữ nghĩa đựng nỗi niềm, vô thường thẩm thấu bình yên tâm hồn. Mời em nhìn lại chữ mom, vắng em mẹ vẫn cứ ôm em hoài. Dù tha hương sống bên ngoài, tình thương mẹ vẫn trải dài phía em. Tình nào mới thật tình bền, 3 tình trên đó gặp gần lắc lay. Em ơi, thức tỉnh chớ say, vòng tay của mẹ tháng ngày cho em.
Bài viết số 57: Xin sống nửa đời về sau. Một, nửa đời về sau hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Hai, nửa đời về sau hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. 6. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề phiền não. 8. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. 8. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng giàu dạt những niềm vui. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Bài viết số 58: Sống với nhau. Lần nọ một người hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Chúng tôi bao hàm chấp nhận, tô bồi xây đắp cho nhau. Lần kia người hỏi rừng cây:
cây sống làm sao với bạn. Chúng tôi vui mọc sum vầy, chở che nhau cùng hoạn nạn. Người hỏi mây trời phiêu lãng, thế nào bay lượn cùng nhau. Chúng tôi lòng không giới hạn, tan vào nhau thuở ban đầu. Rồi người hỏi thầm lá cỏ, chung sống bạn bè ra sao. Mặt đất đang xen nương tựa, chia từng sương nắng gửi trao. Hỏi dòng sông xuôi năm tháng, thế nào nước nhịp nhàng trôi. Chúng tôi quyện hòa nhau chảy, dù khi sóng dập gió dội. Rồi người gạn hỏi từng người, với nhau thế nào ta sống. Không ai một tiếng trả lời, những pho tượng cười di động. Đời còn dẫm nhau mà sống, người còn nặng những niềm riêng. Vì ngỡ kiếp đời miên viễn, tình người đạo đức xô nghiêng. Người về thương người nhỏ lệ, cuối mình lạy khắp thiên nhiên. Bài viết số 59. Ai đang giữ chìa khóa niềm vui của bạn? Phóng viên nổi tiếng Sydney Harris và một người bạn dừng chân mua tạp chí ở một quầy bán báo. Mua xong, người bạn rất lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng người chủ quầy báo mặt lạnh như tiền, không thèm mở miệng đáp lại một tiếng. Hai người rời quầy báo, tiếp tục đi về phía trước. Sydney Harris hỏi bạn: ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không? Cứ tối đến là anh ta lại như vậy. Người bạn đáp lại: vậy sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ? Sydney Harris hỏi tiếp: tại sao tôi phải để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? Người bạn trả lời: trong tâm mỗi người luôn có một chiếc chìa khóa của niềm vui, nhưng nhiều người đã không biết tự nắm giữ nó mà đem trao nó cho người khác. Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà. Cô ấy đã đặt chìa khóa niềm vui của mình vào tay chồng. Một người mẹ nói: con trai tôi không biết nghe lời, khiến tôi thường xuyên nổi giận. Bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai. Một người trung niên thở dài: sếp không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi sa sút. Anh ta đã nhét chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình vào tay vị ông chủ kia. Bà cụ kia than thở: còn dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ. Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét. Những người này đều có một quyết định giống như nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của chúng ta có cảm giác mình là người bị hại, không biết làm gì ngoài trách móc và căm giận người kia. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Khi trách móc người khác, ta truyền đi thông điệp: tôi khổ như vậy là do anh, do chị, do con. Và anh, chị, con phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này của tôi. Lúc đó, chúng ta phó thác cho những người khác trọng trách phải làm ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận rằng mình không có khả năng làm chủ mình, mà chỉ có thể nhờ ai đó sắp đặt và chi phối. Những người như vậy thường khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi. Lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy họ, mọi người chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn. Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì sẽ không đợi chờ người khác làm cho mình vui, mà ngược lại, họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tự tạo ra niềm vui,
biết giữ gìn niềm vui cho chính mình. Thế nên người đó luôn thảnh thơi, vui vẻ trong công việc lẫn cuộc sống, không bị áp lực từ người khác. Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Vậy hãy nhanh lấy lại bạn nhé. Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa, trong túi chìa vẫn đó lại không hay. Hãy ngồi xuống lặng yên và nhận biết mặt trời hằn sau lớp lớp mây bay. Bài viết số 60. Đôi khi, đôi khi cần biết dại khờ để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toan để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ làm mười để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ để cho nghĩa sống bay trừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu mở toan cánh cửa chân như bước về. Bài viết số 61. 12 phép thực tập sống thương yêu. 1. Nói năng mà không buộc tội. 2. Lắng nghe với tâm không thành kiến. 3. Lắng nghe không ngắt lời. 4. Trả lời chứ không trả miếng. 5. Cho mà không xem thường kẻ nhận. 6. Nhận lãnh mà không vâng ân. 7. Chia sẻ mà không khoa trương. 8. Hiểu người mà không rao bán. 9. Thưởng thức mà không chê bai. 10. Tha thứ rồi thì sẽ không để bụng. 11. Cầu nguyện mà không tham cầu. 12. Thương yêu và không dối gian. Một ngày tỉnh thức nhân gian, hơn nghìn năm sống mơ màng mộng say.
xoay mình chắp lại đôi tay, vạn duyên buông xuống từ nay đã về. Bài viết số 62. Sống đời ý nghĩa. Hãy giúp đi nếu có thể, đừng nề hà cân nhắc thiệt hơn, cũng đừng mong ai đó trả ơn. Đời ý nghĩa khi làm thiện nguyện. Hãy cứ cho đi đừng tiếc rẻ, mai ta về chẳng thể mang theo. Thế gian biết bao kẻ khó nghèo, đời ý nghĩa là khi cống hiến. Hãy cứ thương đi dù ai ghét, dù ai ganh bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy chấp mà chi, đời ý nghĩa là khi tha thứ. Hãy chia nhau những gì mình biết, đừng khư khư ích kỷ giữ riêng. Mai chết đi sẽ bị thất truyền, đời ý nghĩa là khi sẻ chia. Bài viết số 63. Nguyện sống trọn một ngày yêu thương. Bắt đầu một ngày với yêu thương có nghĩa là khi bạn thức giấc vào buổi sáng, bạn mở rộng tâm hồn và tự nhắc nhở mình về ý nguyện sẽ yêu thương mọi mối quan hệ trong đời mình. Sống trọn một ngày trong yêu thương có nghĩa là những chọn lựa và hành động của bạn bắt nguồn từ quyết tâm sẽ yêu thương, nhẫn nhịn, tử tế và hòa nhã. Điều này có nghĩa là bạn sẽ giữ cho mọi việc ở đúng như vị trí thật sự của chúng, sẽ không nhìn theo thiên kiến của riêng mình, hoặc sẽ không làm cho chúng trở nên tồi tệ quá mức thật có. Điều đó cũng có nghĩa bạn sẽ chấp nhận những khuyết điểm của người khác cũng như của chính mình. Bạn sẽ cố hết sức hạn chế những phê phán, chỉ trích. Sống trọn một ngày trong yêu thương cũng hàm nghĩa là bất cứ khi nào có thể được, bạn sẽ nỗ lực để sống rộng lượng và ngợi ca cuộc sống, khiêm tốn và chân thật. Kết thúc một ngày trong yêu thương có nghĩa là bạn bỏ ra đôi phút cuối ngày để suy ngẫm lại và biết ơn cuộc sống. Bạn có thể đọc một lời cầu nguyện hoặc chỉ cần ngồi yên tĩnh. Bạn có thể ôn lại một ngày qua và thử xem những chọn lựa và hành động trong ngày của mình đã đạt đến đâu so với mục tiêu sống yêu thương mà mình theo đuổi. Bạn làm điều này không phải để giữ điểm hay để khắt khe với chính mình, mà chỉ đơn giản là để cảm nhận cảm giác thanh thản có được từ cách sống yêu thương, để thấy được những gì bạn có thể làm với sự yêu thương nhiều hơn nữa trong ngày sắp tới. Ai về gạn đục khơi trong, sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa, sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm tròn hằng xa hữu tình. Bài viết số 64. Bên đời mưa nắng. Thương thì rác bỗng thành hoa, ghét dù hoa đẹp chỉ là rác thôi. Thương thì vật hóa ra người, ghét người xem chẳng khác loài vật kia. Thương xa cách mấy cũng kề, ghét bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng. Bởi thương, bởi ghét vô cùng, nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau. Vui thì hoa héo tươi màu, buồn dù rộn tiếng cười sau vẫn buồn. Vui đời bỗng đẹp lạ thường,
buồn ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng. Vui ngồi hát giữa vô thường, buồn nhìn quanh những tấn tuồng thở ra. Vui nghe chửi giống bài ca, buồn bao tán thán suýt xoa vẫn buồn. Nắng mưa còn có ngọn nguồn, buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu. Vạn duyên theo nước qua cầu, vui buồn thương ghét khổ đau tại mình. Ai không lục dục thất tình, đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên. Vẫn là sống giữa trần duyên, vẫn lòng sen ngát giữa miền trường ô. Vui buồn muôn kiếp sống xô, đưa vào hết cõi hư vô mỉm cười. Bài viết số 65. Đi đâu mà vội. Này bạn, hôm nay ngày Chủ nhật, bạn đi đâu vội vàng thế? Hãy lại đây, ngồi xuống đây với mình, thư lắng và thở thật nhẹ nhàng. Mời bạn cùng uống trà bình minh nhé. Khi ta sống chậm lại, bạn sẽ cảm nhận cuộc sống sâu hơn. Giữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt, thì khái niệm sống chậm không còn là điều gì đó quá mới mẻ. Nhưng sống chậm như thế nào cho đúng, sống chậm như thế nào cho đủ, và thấm thía thật sâu ý nghĩa của sống chậm thì thật là không phải dễ dàng. Sống chậm, chậm lại để không hời hợt, chậm lại để thấy rõ cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp đập của chính trái tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là quan trọng, điều gì chỉ là những phù phiếm thoáng qua. Sống chậm lại với ý thức sáng tỏ, bạn sẽ ít vấp váp lỗi lầm. Sống dài đâu quan trọng, sống sâu mới kể là ngày mai còn trong mộng, hiện tại quà cho ta. Bài viết số 66. Bao nhiêu, bao nhiêu mưa đổ bên trời, để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây. Bao nhiêu là những áng mây, cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang. Bao nhiêu là giọt nắng vàng, thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui. Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi, để ta khôn lớn hiểu đời biển dâu. Bao nhiêu là những đêm thâu, để người quên một mối sầu tơ vương. Bao lâu sống biết yêu thương, để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên. Bao nhiêu câu nói lời khuyên, để môi nở nụ cười hiền thứ tha. Bao nhiêu ngày tháng cách xa, để mình trân trọng món quà hôm nay. Bao nhiêu chua xót đổi thay, để lòng vẫn cứ đông đầy yêu thương. Bao nhiêu sớm nắng chiều sương, theo đời cơm áo mà thương mẹ già. Bao nhiêu là bóng chiều tà, để ân cần một tách trà hiếu nhi. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, mở lòng hay khép bờ mi hững hờ. Bao nhiêu câu hỏi xa mờ, đều trông chờ tại bến bờ từ tâm. Phần phụ lục: sống để yêu thương. Lẽ đời thường quên rằng
chính mình cũng cần được đối xử tốt. Biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Một, bắt đầu từ chính mình. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Hai, thư cho ngày vấp ngã. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Ba, những điều tâm niệm. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hiểu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra.
nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Bốn, tập sống tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. 5. Bất chợt một ngày. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả,
trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: không sao, vẫn còn tôi ở đây. Ai đó là gia đình, bạn bè, hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ mình lại chẳng là gì. Sáu, thế nào là hạnh phúc? Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng tự tốn, đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoại cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Bảy, thấu hiểu và cảm thông. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái, nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra, mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoặc
hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Giữ lấy bình an. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Buồn bã đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Ba câu thần chú buông bỏ muộn phiền. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thực sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Mười, lẽ nhân sinh. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay
quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự, khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười, vì biết đâu lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Mười một, biết tự lau khô nước mắt. Thông thường người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn, kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Mười hai, tự viết nên đời mình. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng, lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Mười ba, để cuộc sống vui vẻ hơn. Hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toan tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Mười bốn, giữ cho mình một lý do để cười. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút.
bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Mười lăm, cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Mười sáu, lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Mười bảy, định vị đời mình. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên
bằng tâm cảm kích là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lời mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Nhất định phải có ý nghĩa. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. 19. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. 20. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người. Vì thế
càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Dấn thân. Ngày tháng không phải để phí phạm. Nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng. Nếu thoái thác càng nhiều, thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc, không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy, đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng. Chỉ có vậy thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay rồi phục tùng bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa. Dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lẽ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hạng người này, hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. 24. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn.
vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Tập sống nhẹ nhàng. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Phiền não đến từ đâu? Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. 27. Chớp mắt là đã một đời. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại, chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây,
nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là một năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận bẻ bạn. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Không có khúc khuỷu gập ghềnh đâu gọi là chinh phục. Không có phiền não khổ đau sao gọi là cuộc đời. 28. Trạm nghỉ của cuộc sống. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được. Không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. 29. Lữ khách hồng trần. Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra
thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích, đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn, biết bao kẻ hứa hẹn sống trăm năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút, vì qua đời này rồi, chưa chắc đã gặp lại. Những gì xuất hiện trong cuộc đời chỉ có thể trải nghiệm mà không thể chiếm hữu. Vì chúng ta chỉ là những lữ khách qua đường, sẽ có ngày phải nói lời vĩnh biệt. Nên những gì qua đi thì bình thản đối diện và mở lòng đón nhận những điều đang đến, vui vẻ. Dung hạnh của nước. Đời người trôi qua rất nhanh, nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra, quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hành của nước, luôn mềm mỏng nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến cảnh giới đó thì lo gì thiên hạ không thái bình, lòng người không yên định. Nhân quả thế gian. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. Hoàn thiện từ phiền não. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dông. Bạn đau thương là tại trí chưa đủ kiên cường.
Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Khoảng trời của một mình. Một mình có thể sẽ hơi buồn. Đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai, dù chuyện gì xảy ra, cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn. Đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi. Đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi. Không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối. Đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực. Đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im. Tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Giữ mình chừng mực. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cay đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn.
cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Ba mươi lăm, nguyên tắc làm người. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sự ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. 36. Nắng mưa mặt đời. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió, có lúc quang đãng, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng, vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được.
37. Lặng ngắm một sắc hoa. Đời người có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây. Đừng cho rằng mình buông không được đối phương thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi. Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi. Đừng cự tuyệt, cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi những người xinh đẹp, mà hãy trân trọng những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ. Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh, dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi, thì lo gì cuộc sống này không thanh nhàn, cuộc đời này không nhẹ nhõm. Trải nghiệm để trưởng thành. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận, có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay, một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thực sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ trọn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy. 39. Một con người. Tôi tin rằng nhiều khi một mối quan hệ chấm dứt không phải bởi chúng ta thay đổi, mà là duyên phận đã không còn. Những câu chuyện nói hoài không xong thì nay đã hết. Những ấm áp từng có chỉ là chuyện ngày xưa. Những cảm xúc đã qua chỉ còn trong quá khứ. Không phải người trở mặt vô tình, cũng không phải do mình qua cầu rút ván. Chỉ là giữa chúng ta không còn những kiểu ước hẹn âm thầm như trước. Tôi cũng tin rằng con người ai cũng có mặt ích kỷ và một khoảng độ lượng. Một người rơi lệ là vì đau, một người đau là vì quan tâm, một người quan tâm vì có tình cảm, một người có tình cảm vì họ là một con người. Có tình cảm, có quan tâm, từng đau và rơi lệ
chứng tỏ bạn là một con người hoàn chỉnh. Nên nếu thấy mỏi mệt, hãy tha thứ cho mình. Vì chúng ta cũng chỉ là một người bình thường, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đến bất khả xâm phạm. Đời người không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi buồn cần chuyển hóa, những hạnh phúc và buồn đau cần đối diện. Sanh là chuyện đã rồi, sống là mình phải chọn. Hiểu đạo lý này, bạn sẽ có cách thích ứng của riêng mình. Mỗi buổi sớm mai. Mỗi buổi sớm mai khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa, đầu tiên là cho chính mình. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận, cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì, vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy, trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp. Vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng ngày càng ngắn lại. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi. Chúng ta đến với thế giới này, tự trung chỉ có hai việc lớn, sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Một đoạn đường nếu đi đã lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuôi. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Chân thành để sống. Sinh mạng mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người không ai là hoàn mỹ. Công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen. Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn. Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra, bị oan ức hãy cứ lặng im. Hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời. Không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành,
giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời. Tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua